Dạ, các bạn tin nhanh 247. Toàn cảnh nhà thờ Tổ Hoài Linh ở Sài Gòn. Nhà thờ Tổ ở sân khấu rất hoành tráng của nghệ sĩ Hoài Linh, nằm trên khuôn đất rộng tới 7.000m2 tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích của công trình được cấp phép xây dựng là 488m2. Công trình gồm cao 1 tầng rộng 197,6m2. Công trình cao 2 tầng có tổng diện tích sàn sân xây dựng hơn 290m2. Công trình gồm các hạng mục gồm nhà thờ chính, nhà thờ phụ, nhà nghỉ chất người thăm viếng ở lại qua đêm và nhiều tiểu cảnh, cây cảnh v.v. Sau 2 năm xây dựng, nhà thờ Tổ đã hoàn thành dù trước đó gặp không ít trục trặc về pháp lý. Từ ngày 1 tháng 9, danh hài đã khánh thành công trình nhưng phải đợi đến ngày 12 tháng 9. Vào dịp cúng tổ nghề, anh ta mới mở cửa cho các đồng nghiệp, người dân đến tham quan. Cổng vào nhà thờ là cặp rồng lớn uy nghi, uốn lượn để tạo thành cây cầu bắc qua con rạch nhỏ. Trước đó vào tháng 2, 2016, có thông tin cho rằng công trình tâm huyết của Sáu Bảnh có nguy cơ phải dỡ bỏ vì vi phạm pháp luật về đất đai. Nhưng sau khi giải trình và hoàn thành các thủ tục pháp lý, nhà Tổ đã tiếp tục hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Cổng tam quan nhìn từ bên trong khuôn viên nhà thờ. Bên hông nhà thờ chính với chớp ngói nhiều cặp rồng trầu và hàng chục cây cột chạy dọc hành lang bằng đá điêu khắc hình búp sen. Hàng chục cây cột đá đỡ mái nhà thờ chính có đường kính hơn 30cm, được điêu khắc chi tiết rồng cuộn rất đẹp mắt. Bàn thờ chính và bàn thờ tam vị thánh được đặt ở vị trí rất tinh xảo, sơn son thiếp vàng, thiết kế cầu kỳ, rất sang trọng. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vốn sống đất tâm linh nên toàn bộ cấu trúc nhà thờ được anh bàn bạc và tham khảo rất kỹ lưỡng trước khi xây dựng. Khung cảnh choáng ngợp với vô số chi tiết chạm chỗ, uốn lượn khi khách nhìn lên phía trên. Công trình mang ý nghĩa linh thiêng với tâm huyết quy tụ các nghệ sĩ về một nơi để hướng tới việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống. Hệ thống kèo cột được chạm chỗ rất công phu, phần thiết kế mái hở đưa nhiều ánh sáng vào bên trong. Những tấm cửa ở phía trước được chạm khắc nhiều chi tiết truyền thống. Hoàng phi câu đối của nhà thờ cũng được sơn son thiếp vàng rất lộng lẫy. Bên trong trang trí nhiều đồ bằng gỗ, bằng đồng như tượng ngựa vàng, tượng sư tử bằng gỗ, chiếc trống và chuông v.v. Toàn bộ vật liệu được Hoài Linh đặt mua ở những nơi uy tín nên rất nhiều thời gian để chuyên chở. Trong hình là hòn Nam Bộ bằng đá hoa cương được một nghệ nhân điêu khắc ở Quảng Nam chế tác đặt giữa hồ cá. Phía trước là chữ tâm, sau đặt ở chữ đạo. Các phiến đá nguyên khối lớn được dặn những lời răn dạy trong cuộc sống. Hồ cá khá lớn với hàng chục con cá chép vàng nhiều màu sắc bơi lội. Tiểu cảnh núi đá, dòng suối, cây cầu và những cây xanh được bố trí rất hài hòa, tạo cảm giác yên bình và thư giãn. Cây cảnh trong khuôn viên nhà thờ Tổ với nhiều chủng loại có giá trị. Nhiều nghệ sĩ đệ tử của Hoài Linh đóng góp và dâng hiến cây cảnh. Một cây đa khá lớn được trồng ở phía trước tạo ra không gian xanh, cảm giác mát mẻ cho công trình vừa được khánh thành. Cây me có giá trị trồng ở vị trí đẹp bên hòn Nam Bộ. Ngoài ra trong khuôn viên nhà thờ còn có cõi đổ xe, khu nhà trồng rau, khu vệ sinh riêng, v.v. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like, share và nhấn subscribe.